Chào các bác nhé, chào toàn thể anh em trong hội nuôi ong. Hôm nay shop Tân Ánh Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với các bác ba cái tác dụng về cái tấm lưới ngăn chúa. Giới thiệu với các bác một cái sản phẩm mới mà shop mới nhập được, số lượng cũng rất là nhiều đấy. Cái này lúc trước ấy thì số lượng ít thì là giá nó cũng cao. Lúc trước thì nó là 60.000 một tấm, một cái miếng như này. Nhưng mà đợt lô hàng này thì shop nhập được số lượng lớn hơn thì cái giá nó sẽ giảm đi cho các bác. Đó là 50.000 một tấm nhé các bác nhé. Để các bác nắm được cái giá 50.000 một tấm lưới ngăn chúa. Và các bác lưu ý là 50.000 một tấm này là chưa bao gồm phí ship. Thì các bác mua chung với sản phẩm khác thì không tốn phí ship này. Còn các bác mua riêng thì các bác sẽ phải trả thêm tiền phí ship nhé. Tại vì cái này nó cũng ít tiền, không được bao nhiêu cả các bác nhé. Đây 50.000 một tấm chưa có bao ship, các bác mua bao nhiêu cũng được, các bác cứ trả thêm tiền ship đi. Shop sẽ cố gắng gửi cho các bác, một số các bác cần có một tấm hai tấm thôi. Shop vẫn cứ gửi cho các bác bình thường nhá. Mọi thông tin thì các bác liên hệ trực tiếp với lại năm đầu số điện thoại của shop này. Hàng thì ship COD, các bác nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán tiền nha, rất là đơn giản. Thì hôm nay là giới thiệu và chia sẻ với các bác về ba cái tác dụng của cái tấm lưới ngăn chúa. Cái này gọi là lưới ngăn chúa ong nội các bác nhé, dành cho ong nội đấy, dành cho ong nội địa đấy các bác nhé. Lưới ngăn chúa dành cho ong nội này thì cái này là do kinh nghiệm của tôi, hoặc là tôi chia sẻ với các bác những cái gì tôi biết. Thế còn cái gì mà các bác mà biết nhiều hơn nữa thì các bác vui lòng comment ở phía dưới để cùng đóng góp cho anh em nhé. Thì tác dụng đầu tiên của cái miếng lưới ngăn chúa này thì nó sẽ dành cho các bác mới bắt ong ở ngoài tự nhiên về thả vào thùng nuôi này, mới bắt ong tự nhiên thả vào thùng nuôi này nhé. Thì các bác mới bắt ong về thả vào thùng nuôi thì các bác sẽ cố gắng làm sao bắt được cả con chúa luôn, bắt cả con chúa luôn. Thế giờ trong trường hợp là các bác là mới đem về, con chúa nó chưa kịp thích nghi, có thể là các bác sợ nó sẽ bay đi và sẽ bốc đàn đi mất, thì các bác sẽ lấy cái lưới ngăn chúa này, các bác ngăn vào cửa, nhé, các bác ngăn vào cửa, đó, ngăn vào cửa, ngăn vào cửa để chống cái con ong chúa nó ra ngoài, thì con ong chúa nó sẽ bị giữ lại ở trong thùng này, và con ong chúa này các bác không cần phải cắt cánh, không cần phải nhốt, để cho đàn ong nó hoạt động bình thường, ổn định. Thì con chúa nó sẽ đẻ và sinh sản, đàn ong nó sẽ tiếp tục phát triển ở trong cái thùng ong của các bác. Đây là cái ong mới bắt về, đây là tác dụng thứ nhất nhá. Và tác dụng thứ hai là một số các bác dùng cái lưới ngăn chúa này để loại bớt số lượng ong đực ở trong thùng. Đấy, loại bớt số lượng ong đực trong thùng bằng cách nào? Bằng cách là các bác sẽ nhốt con chúa lại này, sau đó các bác rũ ong ra phía ngoài. Đấy, rũ ong ra phía ngoài thùng ấy. Sau đó các bác chắn cái lưới ngăn chúa này vào cửa thùng. Đấy. Thì ong bị rũ ra phía ngoài rồi ấy, nó sẽ con chúa thì bị nhốt ở trong thùng rồi, thì ong nó sẽ theo con chúa và nó sẽ bay vào trong thùng lại, nó sẽ vào thùng lại. Thì khi đấy những con ong đực thì kích thước của nó khá là lớn, nó sẽ không chui qua được cái lỗ này. Cái này là một số anh em chia sẻ lại nhé, không chui qua được lỗ này thì con ong đực nó sẽ bị mắc ở phía ngoài. Thì khi đấy các bác sẽ bắt và tiêu diệt bớt cái ong đực đi nhé. Đấy là cái cách gọi là diệt bớt ong đực, số lượng ong đực ở trong thùng, lọc bớt số lượng ong đực ra. Đây đó là cái cách lọc bớt nhé các bác nhé, lọc ong đực này. Thế tác dụng thứ hai là tác dụng gọi là lọc ong đực ở trong thùng nhé. Còn tác dụng thứ ba là giúp các bác tạo một khoang riêng để các bác làm những cái bánh mật riêng. Có nghĩa là ví dụ như cái thùng ong này, bây giờ tôi chia sẻ với các bác là các bác nuôi nhỏ, các bác nuôi trên một thùng, làm ở trên một thùng này, thì một thùng này có ba cầu, đây là ba cầu này, là ba cầu có ong này, có nhộng này, có chúa này, ba cầu này này, xong tới miếng ván ngăn này nhé, miếng ván ngăn, thì các bác sẽ ứng dụng bằng cách là lấy cái miếng lưới ngăn chúa này ngăn đôi cái thùng ra. Thế còn đặc biệt cái số đo của miếng lưới ngăn chúa này nó rất là tính toán rất là tốt rồi nhé, rất là hay các bác nhé. Một chiều là 42 phân, chiều dài là 51 phân, thì chiều 42 phân ấy thì sẽ đúng vừa lọt lòng cái thùng ong nội tiêu chuẩn của chúng ta. Đấy, sẽ lọt lòng như này. Thế còn cái chiều 51 phân thì các bác cắt làm đôi sẽ được hai miếng nha các bác. Đấy, không hề dễ khổ một chút nào, rất là hay nhé. Thế còn các bác mà chắn được cửa này thì các bác cắt làm đôi, rồi các bác là cắt nhỏ theo chiều này tiếp, thì các bác sẽ cắn chắn được vào cửa. Đấy, không hề lãng phí, rất là hay. Thì bây giờ ứng dụng trong cái việc mà
tạo một khoang trống để làm bánh mật riêng. Tạo khoang trống là làm bánh mật riêng là các bác ngăn cái lưới ngăn chuối này vào giữa. Đấy, ngăn vào giữa. Đấy, ngăn vào giữa nha. Thì cái này nó sẽ mắc hai cái gờ đỡ cầu. Mắc hai gờ đỡ cầu này. Thì các bác phải khoét khoét cái góc này làm sao cho nó hợp lý nhất để cho nó nằm vào trong này. Đây tôi đã khoét sẵn rồi này. Các bác thảo đây. Đấy nó nằm vào đây. Nó nằm ở giữa thùng như này. Ra giữa thùng này các bác nhá. Thì bây giờ cái khoang phía bên này, khoang phía bên này là có cầu, có nhọng này, có ong này, có ong thợ này, có ong chúa này. Ong chúa vẫn sinh sản và đẻ bên này bình thường. Thế còn cái khoang trống bên này thì các bác sẽ lao cầu. Lao cầu mà các bác hàn sẵn chân tầng vào ấy. Đấy, hàn sẵn chân tầng các bác lao vào đây. Rồi ví dụ như các bác lao thêm hai cầu ở đây. Lao thêm hai cầu ở đây nhé. Thì bây giờ cái số lượng quân ở phía bên này là nó đông, nó sẽ có nhu cầu xây thêm mới. Thì con ong thợ ấy nó sẽ đi qua được cái miếng lưới ngăn chúa đấy, đi qua được miếng lưới này, nó sang khoang này, sang khoang bên này, và nó sẽ xây lên cái chân tầng mà các bác nào vào. Khi nó xây xong rồi ấy, thì là bên này là sẽ không có ong chúa sang và không để trứng sang đây được, không có ấu trùng. Thì những cái thành phần những cầu bên này ấy, là toàn bộ là bánh mật hết. Thế ong sẽ đi khai thác mật và đổ mật vào trong những cái cầu nào phía bên này. Thì bên này là chuyên môn là gọi là cầu toàn bộ bánh mật hết để làm riêng bánh mật nhé. Thế đấy là cái ứng dụng thứ ba. Cái ứng dụng này là dành cho các bác nuôi trên một thùng. Nuôi trên một thùng các bác ngăn đôi thùng ra. Thế còn các bác mà muốn khai thác được nhiều bánh mật hơn nữa, nhiều bánh mật hơn nữa, thì có một số bác đã chia sẻ ấy, là bác làm theo kiểu là cái thùng dưới này này, các bác nuôi tăng số cầu lên, lao cầu tăng số lượng cầu lên, tăng lên tới 5 cầu hoặc là 6 cầu tùy các bác. Đây ví dụ như thế này, dưới này sẽ có 5 cầu nhé. Có 5 cầu. Đấy, dưới này 5 cầu. 5 cầu dưới này là toàn bộ là cầu quân, cầu nhộng, có ong chúa để hàng ngày sinh sản bình thường nhé. Sinh sản bình thường các bác nhé. Đấy. Tắt chưa? Rồi, sinh sản bình thường nha các bác nhé. Thế để mình tạo một cái khoang trống để mình làm bánh mật ấy, thì các bác sẽ lấy cái này chắn lên trên này, chắn lên trên mặt trên này, và các bác lấy một cái thùng ong khác, đấy, thùng ong khác mấy điều kiện là thùng ong này không có đáy nhé, thùng ong này không có đáy, đấy, thùng ong này chống đáy các bác nhé, thùng ong chống đáy, các bác để lên mặt trên này, đấy, mặt trên này, đấy, tôi đây làm hình dung cho các bác xem, thì cái thùng trên này này, thùng trên này các bác lao cầu vào, lao cầu có chân tầng hàn sẵn vào và đậy nắp lại bình thường. Thì có ong thợ ở phía dưới này, ong thợ phía dưới này số lượng quân nó đông lên thì nó có nhu cầu xây thêm tổ mới, thì nó sẽ tràn lên qua cái miếng ngăn chúa này là toàn bộ ong thợ tràn lên thôi, và sẽ xây lên cái chân tầng mà các bác lao ở phía trên này. Và khi xây lên chân tầng như vậy là nó sẽ khai thác mật và nó đổ bánh mật vào đây để nó tạo ra cái trên này, cái thùng trên này là toàn bộ cầu chứa bánh mật không thôi, cầu chứa bánh mật không thôi. Đó là ba cái ứng dụng chính của cái miếng lưới ngăn chúa dành cho các bác chơi. Thì các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại của shop nhé. Như lúc giá tôi đã báo từ đóng đầu rồi, 50.000 một miếng. Nhưng mà các bác lưu ý kỹ là cái miếng này, một miếng này nó khá là cồng kềnh, quấn lại nó khó, nó dễ gãy. Thì thường thường là tôi sẽ cắt làm đôi luôn, cắt làm đôi luôn cho nó nhỏ như này, và là các bác sẽ dùng luôn. Đấy, cắt làm đôi này là không bị nhỡ khổ, các bác dùng vào việc gì cũng được, chắn đôi cũng được, chắn mặt cũng được, chắn cửa cũng được, mà nó nhỏ gọn lên thì mới gói hàng được, nó không cồng kềnh nhé các bác nhé. 50.000 một tấm, chưa có phí ship, các bác mua bao nhiêu thì mua, tùy các bác nhé. Đây giới thiệu với các bác về cái lưới ngăn chúa, hàng thì có số lượng rất là nhiều, có cả 100 tấm, 1.000 tấm luôn, thoải mái cho các bác chọn, không phải lo về số lượng. Rồi xin cảm ơn các bác, đây là những cái hiểu biết và kinh nghiệm của tôi, ngoài ra thì có được một số anh em chia sẻ lại, rồi chia sẻ lại cho các bác biết, đấy, chia sẻ lại cho các bác biết, những cái này học lại được của các anh em khác chia sẻ, thì còn một cái gì đó thiếu sót thì mong các bác cùng đóng góp góp ý để cho nó hoàn chỉnh hơn về cái tác dụng, về cái chức năng của cái lưới ngăn chúa này cho anh em cùng nhau khai thác để đạt hiệu quả cao nhất nha. Rồi xin cảm ơn các bác, gặp lại các bác trong những clip video sau. Còn các bác cần mọi nhu cầu về phụ kiện, vật tư ngành ong mật, ngành ong nội nhé, vui lòng liên hệ shop Ngọc Ánh Tân Ánh sẽ cung cấp đủ cho các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nha. Cảm ơn.